Kính thưa các bạn, hôm nay tiết già xin chia sẻ chủ đề nói về không tu chừng khổ cũng ưng bởi cơ trời đã thúc bên lưng. Tiết già chia sẻ nếu như mình không tu á thì á, cái lúc khổ đó là mình ưng là mình phải chịu, đúng không các bạn? Tại vì có nhiều người nói rằng là trời ơi sao mà tôi khổ quá vậy? À, nợ nần coi như là tứ dây à, tiền bạc khổ sở gì đó. À, chồng đánh hành hạ vì con chửi mắng nói chung là trên thế gian này là nó khổ đủ kiểu luôn đúng không các bạn bởi sao cơ trời đã thúc bên lưng rồi mà coi như là mình không có chịu tu nữa bởi vì máy thiên cơ đã dục còn nhanh hơn nữa đó các bạn dục rất là nhanh hàng ngày luôn tại vì cái kỳ ba cuối này các bạn không biết không là tất cả đều phải giải quyết hết cái luật nhân quả là mình phải trả mà được đại ân xá cho người gì cho người tu đó các bạn cũng như người tu là coi như không có còn mà gọi là gì đau khổ mà gọi là buồn phiền hay là hạ bị những cái cảnh mà coi như là bất hạnh tức cả những cái gì mà gọi là ngày xưa mà mình than thở đó là bây giờ coi như nó văng hết luôn các bạn tự động nó đi đâu mình cũng không biết luôn nó coi như mình hả mang lại cái sự hạnh phúc thôi chứ không có còn mà đau khổ như ngày xưa nữa thời này là không có còn mà gọi là chậm trễ nữa đó các bạn cái thời bây giờ á là coi như là đã đến lúc mà phải nhanh đến cũng như là phía cạnh mà nó gần nhất kế bên phía sau lưng mình đó các bạn các bạn có thấy gì không giống như hả tự dưng mình đang yên đang lành vậy nè nó có những cái mà nó tai nạn tới mình đỡ không có kịp luôn đó các bạn cái thời này nó rất là lạ cho nên tiết già chia sẻ để các bạn tu để coi như hả giải thoát được hết tất cả coi như những gì mà đau khổ còn nếu như không tu thì cái lúc mà khổ là phải ưng phải chịu chứ không có còn than nữa than không có ai giúp gì được cho mình nữa các bạn ý nói rằng á giống như là cái lý tạo quá là là gần mà kề mà kế bên lưng mình rồi đó mà mình chưa có hay mình vẫn chưa hay chưa biết gì hết đúng không các bạn nhiều khi ngày mai này á mình có những cái bệnh tật ốm đau tai nạn tù tội chồng bỏ chồng đánh con mắng gì đó không ai biết trước nó nó cận kề luôn mà không ai biết trước nó ví dụ như ngày mai này á là mình tiêu tan hết sự nghiệp cũng không ai biết trước nó ngày mai mà sẽ mang những cái chứng bệnh mà hiểm nghèo thì chắc chắn rằng cũng không ai biết đúng không các bạn hoặc là có thể á, là ngày mai này á là mình lìa xa cái cõi đời này luôn nữa ngủ đêm sáng ngày là nó chết mất tiêu nữa các bạn mà mình cũng không hay biết nó coi như ngày mai này đã ra đi lìa khỏi cái cõi đời này rồi mà vậy mà hôm nay mình vẫn còn gì vẫn còn làm nền xây nhà xây cửa trên thế gian đúng không rồi rất nhiều người là tích cốt cả đời xây nhà cũng như là khang trang để ở thì lúc mà à, giống như ở nhà lá đó các bạn biết không thì nó không bị gì nó có nhiều cái hoàn cảnh nó rất là lạ mà đến cái lúc mà hoàn tất cái căn nhà đó các bạn ông ta để vợ ở lại một mình con bơ dơ ở trong cái căn nhà mà nó nó rất là khang trang luôn nó tức là ông này cũng có tu mà tu rất là ít nha các bạn giống như là à, lâu lâu cũng như là mới tu thôi tức là không có tinh tấn tu hành đó cho nên hả tu ít quá thì coi như là cũng rất là khổ, cho nên tiết già chia sẻ là cái thời kỳ cuối này mình phải tu mọi lúc mọi nơi không có ngừng nghỉ luôn, lúc nào cũng niệm Phật ăn chay hết đó các bạn, rồi lúc nào cũng coi như là trở về cái tâm không của mình, không có còn mà giống như vọng tưởng nữa. Tại vì sao? Tại vì cái kỳ ba này á là cái guồng máy thiên cơ á là nó xoay chuyển trên trần gian nó rất là nhanh đó các bạn nó nhanh như chớp luôn á các bạn, nhiều khi mình đang thấy đó rồi coi như là nó tiêu đó hết luôn á. Thế già chia sẻ với các bạn nếu như á mà mình thiếu tu thì coi như là thiểu phước, cho nên dù mình có cố gắng mà cài ngày cài đêm á thì cũng không có hưởng được cái sự giàu sang trên cái cõi trần nó rất là lạ tại vì thường thường muốn mua một món đồ á hay là muốn xây một cái nhà coi như là phải tích cớp cả đời hoặc là mình muốn mua một cái món gì đó là mình hãy giống như mơ ước đúng không các bạn cả tháng cả năm mới mua được đó rồi trong khi á mà coi như cái máy thiên cơ là đã coi như cận kề rồi mà mình vẫn còn mơ ước coi như là ham của thế ngày xưa đó là ông bà đó là rất là cũng như là thận trọng tức là ông bà xưa các bạn dựng vợ gã chồng xây nhà to mấy cái này là người ta rất là à, giống như là thận trọng mà người rất là kỹ lưỡng chứ không phải như bây giờ bây giờ có tiền là mua nhà xây nhà làm láng hết luôn nó rồi hả muốn có vợ có muốn có chồng có muốn sao cũng được hết À, nhưng mà có một cái là hả? nếu như mà đủ duyên đủ phước á, thì nó im ái đúng không các bạn thiếu duyên thiếu phận thiếu phước là coi như là sao nè nó đau khổ làm cho mình giống tan rã hết tất cả những cái cuộc mà hy vọng hạnh phúc của mình tại vì hả người xưa đó các bạn biết không là người ta biết trước cái chuyện xảy ra không lành nên người xưa đó họ trước tiên mà muốn cũng như là xây một cái căn nhà hay là giống như dựng vợ gã chồng thì trước tiên ở trong cái gia đình đó người ta đã tu nhân tích phước rồi đó các bạn cho nên nó phước đầy đủ thì họ mới tính chuyện gì chuyện xây nhà xây cửa nó khi dựng vợ gã chồng cũng vậy nữa là một cái gia đình đó nho giáo một cái gia đình đó hiền lương nó để cũng như là hả đi cưới vợ cho con hoặc là gả chồng cho nên hả à, thời xưa là coi như ít có cái sự mà gãy đổ là do gì cái phước đức rất là cao đó các bạn người xưa đó là đối với cái chuyện mà lập gia đình à, dựng vợ gả chồng thành gia thất thì á, người ta sanh con á, đẻ cháu á, các bạn không biết không là người ta rất là sợ nhầm gì quan gia trái chủ nó vô nó tức là những cái quan gia trái chủ nó vô nó đòi nợ rất là khổ Cho nên từ khi mà mang bầu á Thì người xưa đó là dạy mình cách đi đứng cũng như là nằm ngồi Để cho đứa trẻ sau này thành nhân á, mà không có ngủ ngang nè Không có khờ khạo nè Đó gọi là gì? Thai giáo Còn bây giờ á, là coi như cái gì cũng khoa học, khoa học hết Đúng không các bạn? Nói tới là khoa học đó nhưng mà hả đủ phước thì khoa học thì được mà sợ nhiều khi mình thiếu phước thì coi như là khoa học người ta gọi là cũng trả mình về thôi đúng không? Cho nên tiết già chia sẻ không có gì bằng cái con đường tu hết nó mỗi lần mình nói á, thì coi như là con cháu mình nó còn chê mình cũng như là hả à, mẹ là là cũng như là cái thời xưa rồi đúng không các bạn à, còn tuổi trẻ bây giờ là cái thời nay được rồi nếu không tu thì đừng có than thở rồi cái lúc khổ là phải ưng chịu chứ đừng có than đừng có trách bởi rất là nhiều bạn cũng như nói rằng tại sao mà con khổ quá vậy là cái lý do này nè cho nên tiết già mới chia sẻ các bạn bước tới đường tu đi tất cả những cái khổ đau trên trần gian dần dần nó sẽ biến mất hết đó các bạn mình chia sẻ với các bạn thêm như thế này nè mặc dù á là mình mang cái xác trần này mình giống như mình đã nhiễm trần rồi nhưng mà nếu như mình tu hành mà giác ngộ để nhận ra trần gian là cái cõi tiến quá thì coi như là dần dần những cái sự nhiễm trần của mình sẽ tan biến hết và đi đến cái con đường chánh pháp đó các bạn còn nói về tu là các bạn biết không nó không có khó tại vì tu là coi như mình sửa là cũng như là mình chịu sửa là coi như mình tu được rồi các bạn ai nói gì nói nó mình vẫn coi như một lòng tu mình không buồn không giận không hờn gì hết mình tự sửa cái bản thân mình hàng ngày tiết già chia sẻ thêm như thế này tu á, là để mình đến với đạo mà hành đạo chứ không phải tu mà nói bằng cái miệng nha các bạn phải hành mới được nó tại vì coi như là mình hành là mình không có thể nào là à, mình đông đo hay là mình đếm là à, mình tu bao nhiêu hết mình sửa hàng ngày và mình làm theo lời gì chỉ dạy của phật thánh để trở về cái tâm của mình nó học giới lực nhà phật mà tránh cũng như là những cái điều ác làm những điều lành nó đơn giản vậy đó các bạn tại vì có nhiều bạn sẽ nói rằng tôi có làm gì sai đâu Nói chung là thì hả không có làm gì sai nhưng mà nó sai cái giới lực của nhà Phật nó trong ngũ giới cấm mà đã sai coi như là một hai giới cấm là coi như đời mình nó cũng đau khổ rồi đó các bạn có một bạn kia là nói rằng như thế này nè trời ơi tôi đâu có làm gì sai đâu nó tại vì cái bạn kia rất là may mắn các bạn biết không được ngồi ghế nhà trường học hết lớp 12 cho nên bạn này giỏi chữ nghĩa lắm lúc nào cũng ta đây hết á vậy mà cũng như là bà mẹ mà hả giống như tuổi già mắc kém mà lỡ mà ăn uống đó các bạn tháo đổ đó rồi bạn ấy chửi mắng đó các bạn thấy không chữ nghĩa thì rất là cao mà đối với giới luật nhà phật là lại không học thì cái điều này coi như là đời của cái cô này rất là khổ đó các bạn rồi có nhiều khi á các bạn biết không mình gặp lại cái bạn ấy cái bạn mà cũng như ngày xưa mà cũng như là hả mắng cha chửi mẹ mà lúc mà mẹ già mà ăn uống mà tháo đổ đó các bạn nay cũng như là bạn lập gia đình rồi rồi bạn kêu mình cũng như là xem tướng xem số phận của con của hả các bạn các bạn thấy ôn khỏi cần xem dĩ nhiên rồi Ngày xưa mình coi như là mắng cha chửi mẹ ăn uống mà hả tháo đổ mẹ mình hả coi như già mắt kém như vậy mà mình hả mắng nhiếc như vậy Thì dĩ nhiên là mình sanh những cái đứa con sau này làm gì mà có những cái đứa con mà nó tài đức dạng toàn đúng không Toàn là những đứa con coi như là gì nè Cái lỗ tai á thì nó nhọn, cái môi á thì nó rất là mỏng nó rồi hả mũi coi như là hả nó xẹp mà đôi khi nó hỉnh rồi mắt ti hí nói chung là hả những cái trong cái nhân tướng học á coi như mình sanh một đứa con ra khi nó mất đức rồi các bạn không biết không cái coi như tất cả những cái cung điền sản đồ nó hẹp coi như nhìn vô là không có thể nào mà coi được hết đó các bạn chỉ cần coi như là hãy nhìn cái sự ăn ở của mình là mình biết mình sanh đứa con ra như thế nào rồi đó là tiết già chia sẻ rất là cận kẽ để cho các bạn biết rằng cái đường tu nó quý báu như thế nào nó hồi xưa thì tiết già coi như chỉ có nghe lời ba ba kêu tu đi con thì cứ tu thôi nhưng mà thật sự ra là tiết già không có nghiên cứu mà giống như đi sâu vào cái con đường tu nó cũng như trải qua những cái khổ sở những cái gian nan á, thì tiết già mới bắt đầu coi như là đi sâu vào cái con đường tu thì coi như cái sự kết quả không có còn mà gọi là đau khổ nữa đó các bạn nó con người á, mà đối với nhân đạo á, chưa tròn á, thì dĩ nhiên là phải chịu khổ đau rồi nữa cái nhân đạo mình chưa tròn mà làm sao mà mình muốn những đứa con sau này nó đổ đạt được các bạn nếu như á mà mình không tu á thì dù cho mình có học giỏi tài ba đi nữa thì mình cũng không có hiểu được coi như là cái giới lực của nhà phật cho nên phước thì không có mà tội thì chất chồng rồi hiện tại và tương lai của mình cũng chẳng có được an vui, ấy là cũng như cái điều do không tu mà ra đó các bạn. Thì nhân vô thập toàn mà các bạn làm người, đâu có ai được hoàn toàn, cho nên mình nhờ có tu nên mình mới sửa được những cái gì sai cái của mình nó chứ nếu như mình không tu mình không học cái luật của cũng như là nhà Phật rồi làm sao mà mình sửa được cái sai trái của mình lúc nào mình cũng nói à, tôi đang học đổ đạt cao đó là ngồi ghế nhà trường cái đó là đời không có thể nào mà coi như là so sánh trong cái con đường đạo được. Nếu mình muốn cho con mình hạnh phúc sung sướng thì coi như là cái hiện tại đời mình phải tu nó dù cho mình lỡ làm sai trái đi nữa thì mình sửa được các bạn tại vì tu là sửa mà đúng không các bạn chứ cái tướng số con người mà trên thế gian này á là tai mắt mũi miệng á là coi như nó đã có sẵn rồi đúng không các bạn không có thầy bói nào mà giống như là làm cho mình được cái tướng giàu sang hết nó thầy bói chỉ cũng như là hả, coi cho mình và giải thích cho mình chứ không có thể nào mà thầy bói giúp cho mình được cái sự giàu sang phú quý được chỉ có đường tu mới giúp cho mình gì tăng phước báo còn nếu không tu thì chừng khổ cũng ưng đó là tiết già chia sẻ để cho tất cả các bạn bước vào đường tu để các bạn được hưởng cái sự gì Hạnh phúc ngay trên đời này. Video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.